Mến chào tất cả quý vị trên kênh du lịch ẩm thực cùng Laura. Món cơm bò lúc lắc này, Laura làm theo cách của một nhà hàng Tàu ở quận 13 của Paris. Một món ăn mà mình rất là thích khi đến nhà hàng đó. Cho đến khi mà nhà hàng đổi chủ thì món ăn đó cũng không còn ngon như trước. Có lẽ cũng đã đổi đầu bếp rồi. Vì vậy mà hôm nay thì Laura muốn chia sẻ cái món cơm bò lúc lắc này đến tất cả mọi người. Để nấu món ăn này sao cho giống như nhà hàng thì hãy cùng vào bếp với Laura nhé. Nguyên liệu gồm có 400 g thịt bò. Hôm nay thì mình sẽ làm phần này là cho hai người ăn, tức là mỗi người là 200 g. Mình có 400 g cơm, mình đã nấu từ tối hôm trước và để trong tủ lạnh để cho cơm nó khô hơn. Thì khi chiên thì cơm nó sẽ ngon hơn, nó sẽ tơi cái hạt hơn. Mình nấu cơm thì mình cho ít nước hơn so với nấu cơm hàng ngày nha. Còn nếu không có thời gian muốn làm ngay thì khi mới nấu cơm xong cũng vẫn được nha mọi người. Một củ hành tây nhỏ, 4 tép tỏi, ớt chuông thì mình sẽ lấy khoảng 1/4 của cái trái này thôi. Mình có là 5 trứng gà, có thêm dưa leo và cà chua. Gia vị thì gồm có dầu hào, hiệu nào cũng được nha mọi người. Ketchup hay còn gọi là tương cà. Bột ớt, cái loại này không có cay nha mọi người. Hoặc mình cũng có thể mua cái bột paprika này nè mọi người. Loại bột này không có cay và không có nhiều mùi vị ở trong đó, cho nên rất thích hợp để mình dùng làm chất tạo màu. Ớt chuông thì mình sẽ lấy 1/4 trái thôi nha. Cắt thành những miếng vuông khoảng 2 cm. Cắt hành tây làm 8 phần. Sau đó thì mình sẽ tách hành tây ra để lát mình xào cho nó dễ ha. Thịt bò mình cũng sẽ cắt thành những miếng vuông khoảng 2 cm ha. Giống như vậy nè. Mình mài nhuyễn mấy cái tép tỏi này ra. Còn nếu như mà ai không có cái đồ mài giống như mình thì mình có thể băm nhuyễn tỏi ra nha. Cho vào đây nửa muỗng cà phê bột mì đa dụng, nó sẽ giúp cho thịt nó được mềm hơn. 3 muỗng canh dầu hào. Một muỗng cà phê đường. Mình không cho thêm muối hoặc gia vị khác, tại vì là dầu hào này nó đã mặn sẵn rồi nha mọi người. Cho thêm một ít tiêu cho thơm. Mình sẽ để thịt nghỉ khoảng 20 phút cho nó thấm gia vị ha. Cho vào trong cơm là một muỗng canh đầy tương cà, 2 muỗng cà phê bột ớt. Nếu muốn cơm nó có màu đỏ đậm hơn nữa thì mình để 3 muỗng cà phê bột ớt ha. Sử dụng một cái bịch ni lông để mình trộn cơm cho nó dễ. Lắc trộn như vậy nè, và có những cái cục cơm đó thì mình lấy tay để mình bóp nó ra cho nó tơi ra ha. Lưu ý với mọi người rằng vì cái bếp của mình là bếp gia đình cho nên lửa nó không có mạnh như ở nhà hàng. Vì vậy mà mỗi lần làm cái món bò lúc lắc này mình chỉ nên làm cho 2 phần ăn thôi nha. Còn nếu như mà mình làm cho nhiều người thì mình chịu khó làm nhiều lần. Thì như vậy thì món ăn nó sẽ ngon hơn nha. Cho một ít dầu vào trong chảo và mình phải đợi cho dầu thiệt là nóng, lúc đó mình mới bắt đầu làm nha. Mình đập 3 trứng gà. Dầu rất là nóng thì mình sẽ cho 3 cái trứng gà vô và mình quậy nát nó ra. Trứng nó chín rồi thì bây giờ mình lấy nó ra. Cho một ít dầu vô chảo để chiên cơm. Để cho dầu thiệt là nóng thì mình cho cơm vô và mình để yên cơm như vậy cho cơm nó được cháy cạnh. Cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Một chút xíu bột ngọt, nếu thích thì cho, không thích thì không cho nha.
Bây giờ thì trộn cơm và mình đánh tơi những cái hạt cơm ra. Cơm lúc này đã chiên, nó tơi hạt rồi thì lúc này mình mới cho trứng vô. Mình lại để cơm yên như vậy trong khoảng 20 giây cho cơm được cháy cạnh. Sau đó mình mới trộn lên lại nè. Mọi người nhìn coi. Cái hạt cơm nó như vậy nè. Đó, nó cháy cạnh giống như vậy nè. Mình cứ tiếp tục trộn đều cơm như vậy, xào trong này khoảng chừng 5 phút để cho những cái hạt cơm nó thiệt là tơi ra. Cơm chiên xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra cái chảo và mình sẽ bắt đầu xào thịt bò ha. Cho một ít dầu vào trong chảo và mình sẽ đợi dầu thiệt là nóng nha. Cho ớt chuông và hành tây vào và mình không có đảo nó nha. Để vậy cho nó cháy cạnh đó mọi người. Cho vào đây là một chút xíu muối. Đảo đều tay. Nếu mà mình thích ăn giòn thì như vậy là nó đã ok rồi đó. Còn nếu mà mình thích ăn mềm hơn thì mình xào thêm một chút nữa ha. Bây giờ mình sẽ cho dầu để xào thịt bò mà mình cho nhiều dầu hơn một tí xíu nha. Khi mà mình thấy dầu thiệt là nóng thì mình sẽ cho cái thịt bò vô và cứ cho từng chút vô như vậy nè. Và mình không có đảo nó ha. Cũng là làm như vậy để cho nó cháy cạnh đó mọi người. Đó, mình cứ cho từng chút vô như vậy nè. Để như vậy chừng 15 đến 20 giây thì lúc đó mình mới đảo nó lên. Đó thì lúc này mọi người sẽ thấy là nó có cái cháy cạnh đó. Giống như vậy nè mọi người. Đó. Mình xắt thịt bò và mình thấy thịt nó đã chín tái đều hết là ok nha. Cho hành với ớt chuông vô trộn đều, vậy là món thịt bò cũng đã xong rồi đó. Và cuối cùng thì mình ốp la thêm hai cái trứng gà ha. Trứng như vậy là ok nè mọi người. Trang trí món ăn này với dưa leo và cà chua. Món bò lúc lắc này mình làm theo cách của một nhà hàng Tàu ở quận 13 của Paris. Khi xưa là cực kỳ đông khách luôn mọi người. Mình còn phải xếp hàng đứng chờ có khi cả tiếng đồng hồ mới có chỗ để ngồi đó. À, nó nổi tiếng với món ăn này lắm. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ đổi chủ với cả đổi đầu bếp rồi đó. Cho nên là món ăn đó đã không còn ngon như xưa nữa. Thành ra mình không có đến cái tiệm đó nữa. Và bây giờ với cách làm như vậy thì món ăn của mình y chang như là ở nhà hàng đó mọi người. Món thịt bò lúc lắc làm theo cách này, thịt bò rất là mềm và món cơm thì cũng cực kỳ là thơm ngon và rất là lạ miệng, đặc biệt lắm mọi người. Với món ăn đãi tiệc kiểu này thì ai cũng sẽ mê và khen đó nha. Chúc tất cả mọi người có những bữa ăn thật là đầm ấm bên gia đình. Bấm một like và một đăng ký để ủng hộ Laura. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!